Chào mừng các bạn đã đến với cuộc thi Tinh Hoa Việt Nam. Mình là Xuân Tân, sinh viên của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên. Như các bạn đã biết, Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, gồm 54 dân tộc anh em cùng chung sống trên dải đất hình chữ S tươi đẹp. Mỗi dân tộc là những mảng màu sắc độc đáo với sức hấp dẫn và nước lối cuốn riêng. Vậy thì ngày hôm nay, hãy cùng mình đến với những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp cùng nền ẩm thực đa dạng, hấp dẫn của dân tộc Tày tại ATK Định Hóa. Người Tày chủ yếu cư trú tại các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc. Tại Thái Nguyên, dân tộc Tày chiếm 11% trên tổng số toàn tỉnh Thái Nguyên. Phong tục tập quán là yếu tố quan trọng, góp phần tạo nên sự đặc sắc cũng như độc đáo cho văn hóa dân tộc Tày. Đã từ bao đời nay, đồng bào dân tộc Tày đã cư trú tập trung thành bản, mỗi bản có từ 15 đến 20 nóc nhà. Ngôi nhà truyền thống của người Tày là nhà sàn, họ thường chọn những loại gỗ quý để dựng nhà, nhà có hai hoặc bốn mái lợp ngói tranh hoặc lá cọ. Trang phục cổ truyền của người Tày thường được làm từ vải sợi bông tự dệt, được nhuộm chàm đồng nhất trên trang phục nam và nữ, hầu như không có hoa văn trang trí cầu kỳ. Người dân tộc Tày sẽ đeo các đồ trang sức làm từ bạc và đồng như khuyên tai, kiêng, lắc tay, xà tích. Ngoài ra còn có thắt lưng, dây vải có quai, khăn vấn và khăn mọ quạ màu chàm đồng nhất. Đặc biệt, âm nhạc dân tộc Tày lại mang một nét văn hóa khác lạ so với 53 dân tộc còn lại. Hát then là một loại hình diễn sướng âm nhạc tín ngưỡng dân gian, có vị quan trọng trong đời sống thường ngày cũng như đời sống tâm linh. Nhắc đến hát then thì không thể thiếu đàn tính. Bao đời nay, đàn tính có vai trò như một phương tiện giao tiếp, mang đậm văn hóa tinh thần và bản chất của dân tộc Tày. Cuộc sống của người Tày thường gắn bó với thiên nhiên, do đó nguồn lương thực, thực phẩm chính của người Tày rất phong phú và đa dạng, góp phần tạo nên những món ăn ngon như xôi ngũ sắc, bánh do, cơm lam, bánh chuối. Nếu các bạn có dịp lên vùng cao và khám phá ẩm thực dân tộc Tày, vậy thì chắc chắn phải ăn thử món cơm lam. Cơm nếp chín luôn có mùi hương đặc trưng của nước dừa, của nếp mới cùng vị bùi của lạc chín. Món cơm lam chắc chắn sẽ níu chân mọi thực khách và mỗi bó cơm lam nhỏ cũng sẽ là phần quà miền núi đáng nhớ và ý nghĩa dành cho bạn bè và người thân. Những giá trị văn hóa hay những tín ngưỡng dân gian mà người Tày gìn giữ thật đáng trân trọng. Sức sống của những nét văn hóa này sẽ mãi mãi còn lan tỏa, góp phần làm nên một nền văn hóa Việt Nam đa dạng và giàu bản sắc.